Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. 70 năm trôi qua, những bộ phim về huyền thoại 56 ngày đêm đã gợi lại ký ức hào hùng, đưa đến cho khán giả cái nhìn chân thực, xúc động về thế hệ anh hùng đã làm nên lịch sử dân tộc Việt Nam. Đã có nhiều bộ phim tài liệu, phim điện ảnh nổi tiếng về đề tài này. Và năm nay, lần đầu tiên có một bộ phim sử dụng công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo AI tái hiện lại chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm được giới thiệu, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả ngay từ khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Đây là những hình ảnh đầu tiên của bộ phim tài liệu lịch sử ứng dụng công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo AI để tái hiện huyền thoại Điện Biên Phủ 56 ngày đêm. Ngay khi vừa đăng tải trên mạng xã hội, những hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận, chia sẻ của khán giả. Em cảm thấy tất cả hình ảnh đều rất là thật. Cả bác Hồ này, bác Trường Chinh, bác Phạm Văn Đồng và cả bác Giáp nữa. Nhất là hình ảnh bác Giáp, em cảm thấy nó rất là gần gũi với lại giới trẻ của bọn em. Và em nghĩ là những bộ phim này nên được lan tỏa nhiều hơn đến nhiều bạn trẻ để các bạn ấy có thể kiểu tiếp cận được lịch sử về dân tộc nhiều hơn. Sau khi xem xong thì mình cảm thấy tự hào về dân tộc mình. Những cái thế hệ đi trước họ đã gìn giữ và bảo vệ tổ quốc như thế nào. Về cái mặt hình ảnh rất là hấp dẫn và nó sống động như thật luôn. Bộ phim 3D 56 ngày đêm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với công ty công nghệ 3D Art thực hiện. Đơn vị sản xuất cho biết, quá trình thực hiện phim luôn đảm bảo nguyên tắc tôn trọng lịch sử và sáng tạo nghệ thuật. Từ việc xây dựng kịch bản, sản xuất những thước phim 3D, chiếu thử để lấy ý kiến của hội đồng khoa học, sau đó chỉnh sửa hoàn thiện đến bản cuối cùng. Chúng tôi phải tìm các cái hình ảnh, cái dữ liệu về từng nhân vật lịch sử để cho các cái mô hình máy được tính toán bằng công nghệ AI đưa ra những cái hình ảnh tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi có sử dụng các cái cách để mà làm kỹ xảo điện ảnh tiên tiến như công nghệ 3D, công nghệ CGI và một loạt những cái công nghệ để đưa vào để cho cái phim thứ nhất là chân thực nhất. Trong quá trình làm, cái trở ngại duy nhất của chúng tôi là chúng tôi cái thời gian thực hiện nó khá là gấp và cái khối lượng về các cái dữ liệu lịch sử thì rất là lớn, từ về mặt quân sự, trong quân sự và từ vũ khí đến trang phục. Bộ phim có thời lượng dự kiến là 20 đến 25 phút. Sẽ được phát tại Bảo tàng Chiến thắng tỉnh Điện Biên đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với hình thức là chiếu phim trên màn hình và những mô phỏng trên sa bàn. Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nội dung là làn gió mới trong việc tuyên truyền, giáo dục nội dung lịch sử. Qua đó cũng thể hiện nỗ lực đổi mới giáo dục hiện đại, biến lịch sử trở thành nguồn cảm hứng, tinh thần cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh.